Sâu dứt tình với Lan Ngọc, Minh Luân tình tứ với mỹ nhân mới. Sâu tuyên bố sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm với tình cũ Lan Ngọc. Minh Luân vừa trở lại với dự án điện ảnh, đóng cặp với ca sĩ Tin Vọng Cổ. Sâu ồn ào tình cảm, mới đây Minh Luân công bố phim điện ảnh lộ mặt, do anh đảm nhiệm vai chính kiêm vai trò sản xuất. Minh Luân từng đề nghị với đoàn làm phim để Lan Ngọc cùng đóng cặp trong bộ phim này, nhưng bạn gái từ chối vì đang bận dự án khác. Người thay thế Lan Ngọc là ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim. Minh Luân cho biết đây là dự án đánh dấu lần đầu anh thử sức ở thể loại hài hành động. Lộ mặt xoay quanh câu chuyện tình cảm đầy rắc rối giữa Phong, Minh Luân và Trâm Vĩnh Thiên Kim. Cả hai đều có hoàn cảnh riêng phức tạp. Phong là thành viên băng nhóm buôn hàng cấm, còn Trâm là cầm đầu hội dàn dựng đánh ghen thuê. Nhân vật Trâm trong phim cũng được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống thật nhiều khổ cực và buồn tuổi của Vĩnh Thiên Kim khi bố mẹ ly hôn. Cô trở thành trụ cột nuôi mẹ già, hai em nhỏ sinh đôi và một người chị bị bệnh tâm thần. Trước đây, Vĩnh Thuyên Kim từng đóng chính trong phim truyền hình Một Ngày Biết Trước, Bay Vào Cõi Mộng. Cô còn là quán quân cuộc thi Người Nghệ Sĩ Đa Tài 2016, Á Quân Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng 2017. Bên cạnh hai diễn viên chính là Vĩnh Thuyên Kim và Minh Luân, lộ mặt còn có sự tham gia của Mạc Văn Khoa, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Lâm Vĩ Dạ và Duy Phước. Vừa qua, chuyện tình cảm của Minh Luân và Ninh Dương Lan Ngọc được khơi gợi khi nam diễn viên chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân, tiết lộ mối quan hệ của anh và Lan Ngọc phải chấm dứt vì tình cũ có người thứ ba. Nam diễn viên tâm sự anh rất lo lắng cho sức khỏe của bạn gái, nên muốn gọi điện hỏi thăm và dặn dò cô uống thuốc, ăn đúng giờ để tránh bệnh đau dạ dày tái phát. Nhưng anh gọi điện khá lâu, song Lan Ngọc không chịu nhấc máy. Sau đó lúc 3 giờ sáng, cô bất ngờ gọi điện lại để gây gỗ và đòi chia tay. Khi đọc thấy thông tin bạn gái tay trong tay với Chi Dân trên mặt báo và phát hiện ra đó là lý do Lan Ngọc không nghe điện và cố tình chủ động chia tay, Minh Luân trong cơn mất bình tĩnh bộc phát đã viết dòng trạng thái đầy tâm sự trên trang cá nhân. Nhưng ngay sau đó, nam diễn viên đã suy nghĩ lại và xóa dòng viết đi vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Anh khẳng định muốn sự việc lùm xùm chấm dứt tại đây để tập trung cho sự nghiệp riêng của mình. Có ai như Tuấn Hưng, chúc sinh nhật vợ lầy lội và dễ thương hết mức. Không chỉ làm clip có tâm chúc mừng vợ đón tuổi 28, giọng ca nắm lấy tay anh, còn hứa sẽ yêu bà xã như ngày đầu tiên. Mới đây trên trang cá nhân, Tuấn Hưng vừa đăng tải đoạn clip chúc mừng sinh nhật vợ với phong cách hài hước, khiến người hâm mộ thích thú. Mượn hình ảnh một chú hói đầu vui vẻ cùng giọng cười khoái chí. Ha ha, Hương Thọ phải không? Hôm nay là sinh nhật em hả? Anh chúc em một năm mới thật xinh tươi, sức khỏe. Là công việc làm ăn thuận lợi nha, Tuấn Hưng vừa cười vừa nói. Không chỉ làm clip có tâm chúc mừng vợ đón tuổi 28, giọng ca nắm lấy tay anh còn hứa sẽ yêu bà xã như ngày đầu tiên. Dưới clip của Tuấn Hưng, vợ Thu Hương cũng nhanh chóng like và để lại bình luận trêu chọc chồng. Đùa lại còn anh chúc em một năm mới thật nhiều niềm vui, mới giả mang chứ, ha ha. Thanh chồng yêu nhiều, mãi yêu như ngày đầu tiên nhé. Ngay sau đó, Tuấn Hưng cũng vội vàng thanh minh rằng ý của anh là năm tuổi mới chứ không phải năm mới. Tuấn Hưng dành tặng một lời ngọt ngào đến vợ như ngày sinh nhật. Ngay sau đó, vợ xinh đẹp Thu Hương cũng gửi lời cảm ơn chồng. Hai vợ chồng Tuấn Hưng bình luận vui vẻ khiến fan không thể nào chịu được. Tuấn Hưng được gọi là ông chồng quốc dân nổi tiếng nhiều năm nay trong Vbiz bởi những status đậm chất ngôn tình, món quà dành tặng vợ đến cách chăm sóc gia đình. Qua những gì được chia sẻ có thể thấy, anh là người đàn ông đầy trách nhiệm với tổ ấm. Ngoài việc chăm chỉ chạy xô để kiếm tiền lo cho vợ con, nam ca sĩ còn có những đức tính tuyệt vời khác như chung thủy, lãng mạn, tinh tế và ga lăng hết mực. Cưới nhau được một năm, cặp đôi này luôn lãng mạn và ngọt ngào như ngày đầu mới yêu. Tuấn Hưng thường khoe hình ảnh đời thường của anh và vợ lên mạng xã hội, từng được xếp vào hạng mục những mỹ nam đào hoa nhất làng giải trí Việt. Nhưng từ khi kết hôn đến nay, Tuấn Hưng gần như thay đổi rất nhiều. Ngoài việc thường xuyên nói lời ngọt ngào, Tuấn Hưng còn sẵn sàng đưa bà xã đi khắp mọi nơi để thể hiện sự trân trọng. Anh cũng không ít lần xù lông lên để bảo vệ gia đình trước những sóng gió bủa vây khiến ai cũng nể phục. Năm ngoái sinh nhật vợ, Tuấn Hưng còn tặng 99 bông hoa hồng với nụ hôn ngọt ngào. Đàm Vĩnh Hưng đi cắt tóc lột xác khi lần đầu tiên thử kiểu tóc mới, ai cũng khen trẻ 20 tuổi như sao Hàng. Kiểu tóc mới của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều lời khen ngợi từ sao Việt và người hâm mộ. Ông Hoàng Nhạc Việt là người rất trau chuốt về ngoại hình, nhất là phong cách thời trang, không chỉ vung tiền mua quần áo hàng hiệu
mà Đàm Vĩnh Hưng còn tậu nhiều giày dép, túi xách. Thế nhưng có một thứ mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì trong nhiều năm qua, đó là kiểu tóc. Mr. Đàm thường để kiểu tóc lai bạch kim, rồi vuốt keo ngược tạo kiểu. Nói về lý do không đổi kiểu tóc, Đàm Vĩnh Hưng cho biết rằng hai lai quá cũ, Hưng cũng định đổi mấy lần, nhưng khán giả không chịu. Thế nhưng mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải những hình ảnh sau khi làm tóc. Khác hẳn so với trước đây, nam ca sĩ nhuộm tóc màu bạch kim ánh tím, đẩy rủ xuống trán. Nhìn hình ảnh hồi tin của Mr. Đàm, nhiều người nổi tiếng như Vũ Hà, Pha Lê, Trần Ni và fan hâm mộ tỏ ra thích thú. Họ khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên chuyển sang hẳn kiểu tóc này vì trông trẻ ra hàng chục tuổi. Ở tuổi 46, Đàm Vĩnh Hưng vẫn được khen trẻ đẹp như trai hàng nhờ thay đổi kiểu tóc. Trẻ dã man, nhìn như trai hàng, đẹp quá là những lời khen của fan dành cho Đàm Vĩnh Hưng. Đây là kiểu tóc được Đàm Vĩnh Hưng để trong nhiều năm qua. Tiết mục lạnh lùng nhất Việt Nam Got Talent, Thanh Lộc không nhìn được nói một câu, may mà Hoài Linh cản lại. Hát rên rỉ thế này mà vẫn tự tin đi thi, cô gái khiến khán giả chỉ muốn đuổi về ngay lập tức. Mặc dù đã trải qua nhiều mùa phát sóng, nhưng Việt Nam Got Talent 2014 có Hoài Linh tham dự vẫn để lại trong lòng khán giả nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Ngoài những tiết mục tài năng, còn có những phần thi thảm họa khác khiến người xem cũng như ban giám khảo cũng phải cạn lời. Một trong những tiết mục gây hoang mang nhất đó chính là cô gái biểu diễn hit của Britney Spears với khuôn mặt lạnh lùng, cố tỏ ra khôn ngầu. Bước vào khán đài với biểu cảm lạ, cùng kiểu trang điểm khá sốc, thí sinh này vẫn khiến ban giám khảo không khỏi ngạc nhiên. Thanh Lộc há hốc miệng, cô gái tự giới thiệu mình tên là Trang và thể hiện bài hát Up, I Did It Again của Britney Spears. Cô gái vừa cất tiếng hát, Hoài Linh đã thể hiện sự chán nản. Giọng hát yếu và đứt quãng của cô gái làm cho không khí trường quay trầm xuống. Huy Tuấn nhận xét khả năng hát của cô gái chỉ phù hợp hát ở nhà cho vui. Vị giám khảo Thúy Hạnh vắng mặt nên ba người Huy Tuấn, Hoài Linh, Thành Lộc toàn quyền quyết định là loại thí sinh này. Sau khi thí sinh rời sân khấu, Thành Lộc không nhịn được phải thốt lên, hát như con mèo kêu. Nhưng được Hoài Linh nháy mắt ngăn lại không bị khán giả nghe thấy hết. Trong Việt Nam Got Talent 2014 cũng có nhiều tiết mục thảm họa khác gây sốt trên mạng xã hội như cô gái tự tin thuyết trình về ngành học của mình. Khán giả lập tức phản đối còn ban giám khảo không thốt nên lời. Hay như cô gái hát Happy New Year bằng 5 thứ tiếng nhưng chưa hát xong đã nhận luôn 4 dấu ít. Thí sinh với ước mơ trở thành ca sĩ hát lại ca khúc của Tuấn Hưng bị nhạc sĩ Huy Tuấn khuyên nên từ bỏ ước mơ. Màn hát opera kinh điển của chàng trai trẻ khiến ban giám khảo không nhịn được cười. Cát Phượng đăng đàn thẳng thắn khi biết ca sĩ Hồ Việt Trung có con riêng 3 tuổi mà giờ mới thông báo. Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, ca sĩ Hồ Việt Trung gây bất ngờ khi quyết định công khai con gái riêng 3 tuổi. Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Việt Trung đột ngột đăng tải dòng trạng thái tiết lộ đã có con gái riêng, khiến công chúng ngỡ ngàng. Nam ca sĩ chia sẻ vì sợ mất fan nên anh không đủ can đảm để công khai sự thật này suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên hiện tại giọng ca người quan trọng nhất quyết định thừa nhận và anh hy vọng khán giả sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ mình dù có như thế nào. Trước dòng chia sẻ của Hồ Việt Trung, nghệ sĩ Cát Phượng cũng lên tiếng đầy bất ngờ. Có con mà không dám nhận và không dám chia sẻ thì đó mới là hành vi ác độc và khán giả khi biết sẽ không còn yêu thương cậu đó cậu à. Còn đằng này khoe con cũng vì thương con và chia sẻ với tất cả mọi người đó là con mình thì ai mà ghét. Chỉ sợ gái biết cậu có con nên không dám nhào vô hôi ha. Nhưng cô nào nhào vô đồng nghĩa là thương cậu nhất. Thương cha ắt sẽ yêu con. Lan Phương hạnh phúc nói về tuần đầu được thực hiện thiên chức làm mẹ. Vì đây là lần đầu tiên nên mọi thứ đến với Lan Phương đều ngỡ ngàng và cô đang từng bước học hỏi cách làm mẹ như thế nào. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương đã chia sẻ dòng trạng thái nói về những ngày đầu tiên chăm sóc con. Theo đó cô tâm sự, 8 ngày với cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Phải tập vượt qua những cơn đau vết mổ và bầu ngực căng tức, học tắm em bé, cách cho con bú, thay tã, dỗ con khóc. Có vài lúc mình mệt tưởng không chịu được, chỉ muốn khóc, nhất là khi em bé bú đau, như có vài cái kim tim chọc ra chọc vào bầu ngực, mình không ngừng. Nhưng có anh bên cạnh chia sẻ tất cả mọi thứ, yêu thương, kiên nhẫn, an ủi, động viên mình. Và nhất khi thấy con như thiên thần nằm bên cạnh là mình lại mỉm cười hạnh phúc,
Chỉ khi có con, bạn mới có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc và yêu gia đình nhỏ của mình như thế nào. I love you so much, my sweet David and little angel Lina. Nữ diễn viên cô ảnh bế con gái đang say giấc trong lòng mình. Thiên thần vừa hạ sinh 1 tuần tuổi là quả ngọt cho tình yêu của cô và ông xã người ngoại quốc. Trộm vía con gái của Lan Phương lay tay nên đã hiện rõ những đường nét xinh đẹp khi vừa chào đời. Các đồng nghiệp như nghệ sĩ Hồng Vân, Dương Cẩm Linh, Thùy Anh đều chúc mừng và hỏi thăm động viên về hai mẹ con. Trước ngày sinh, khán giả khá xôn xao khi diễn viên Lan Phương chia sẻ về việc thai nhi nằm ngôi ngược và bác sĩ buộc phải sinh mổ. Đến sáng ngày 15 tháng 5, mẹ ruột của nữ diễn viên cho biết cô đã hạ sinh thiên thần đầu lòng với chồng Tây tại một bệnh viện quốc tế Hà Nội. Người đẹp đã chuyển ra Hà Nội từ vài tháng trước để tiện việc chăm sóc gia đình trong những ngày cô sinh con. Được biết, con đầu lòng của nữ diễn viên và chồng Tây nặng 3,35kg, dài 50cm. Có một điểm đặc biệt, giới tính của con là điều mà vợ chồng Lan Phương không hề biết trong suốt khoảng thời gian mang thai. Với họ, vấn đề giới tính không có gì nghiêm trọng. Trước ngày lên bàn sinh, cô và ông xã đã quyết định đi đăng ký kết hôn. Đây là một trong những việc làm ý nghĩa mà cả hai dành cho em bé. Khi mang thai, Lan Phương rất hạnh phúc vì được ông xã chăm sóc tận tình. Thậm chí anh còn tự tay chuẩn bị các đồ đạc cần thiết để chào đón quả ngọt của hai vợ chồng.